cá viên chiên nè mọi người, vui vẻ ha. Có ba em cá viên á, áo dài luôn. Ta chửi em phụ. Trời ơi, biết mà áo dài nóng cỡ nào không? Trong cái màu bọc đen. Nhưng mà mặt đẹp mà, bởi vì áo dài đẹp nè. Bây giờ tướng nhỏ con. Nhỏ không? Sao anh mới nói em tay đô? Mặc vô là ba dòng nha, ba dòng. Chứ không phải ba dòng dục cục như anh hả? Quá trời. Quá trời. Quá, quá trời, thật sự luôn. Quá trời, quá đất rồi, thật sự. Tối thì gặp bội My, nhớ Du My. Mà tối gặp Du My nhớ bội Nhi. Anh chị ơi, ăn gì taxi vô luôn nè. Bao tay tới hết rồi. Ờ, cái bao tay kia đâu hết trơn rồi. Bây giờ hết rồi. Bao nhiêu năm tụi cho mình bội phải không? Rồi, hôm nay là hồi sớm mua mà giờ tới ngày đầu đó. Chiều hả? Bây giờ nè, bây giờ mới tới nè, thấy mực viên có chỗ ngồi luôn nè, vẫn còn lên cho anh lấy những bàn ghế đó, đừng có nói hết trời ơi. Không có hả? Còn y nguyên. Tao tao còn nó hát xì ra. Tao nó chảo quá. Hả? Tao xì dữ vậy anh? Không biết tao nó nói sao tự nhiên hát xì không à? Chắc không ngộ quá. Có không anh? Anh xạo quá đúng không? Đi lại vợ ai xin giờ mà nói đi lại bộ Nhi đi hát. Trời ơi. Làm ta đau lòng quá, dữ quá trời. Rồi là anh không ra luôn. Bây giờ không giờ có, anh không có rồi em, anh kêu qua mà không qua đó. Trời ơi cái này là biện hộ rồi. Trời ơi. Anh nói có bán nha. Giờ là không có em là không biết sống sao. Trời ơi. Trời ơi là trời thôi đi thôi đi. Trời ơi hồi nãy một đường phòng thằng nó phóng hồ rồi, hồi vợ hôm qua đây tôi phóng nữa đó. Khổ quá à. Cái clip là sẽ tung lên đầu tiên liền. Trời ơi là trời, vợ anh Tâm mình được nghe chị bình tĩnh nha chị. Em không có liên quan gì trong câu chuyện này nha chị. Trời cái ơi. Là anh Tâm anh đơn phương, anh đơn phương em thôi. Em không biết gì đâu. Khổ lắm, thật sự. Không biết gì đâu, trời ơi. Hay chị em thấy ngày nào cũng qua cá viên chiên này hết rồi trời. Trời ơi, em lại thật sự trong câu chuyện này là em vô tội nha. Trời ơi, đắp ra cho này. Tình cảm của em sao em? Anh kêu vô tội nhưng mà em thấy sao? Anh nếu như mà em, giờ em trả lời sao? Anh muốn em trả lời sao? Anh muốn em trả lời phóng xuống hồ không? Trời ơi giờ em mà trả lời em có tình cảm giống là lớn chuyện liền luôn á. Là tươi xanh liền luôn á, tối đêm nay liền đó. Là tức liều lý tưởng luôn rồi đó. Là chung cư của anh Gia Lai 2 là sáng nhất đêm nay. Hôm tối là cái tivi nó biết bay. Khó trả lời quá. Vui vẻ liền luôn á. Thật sự luôn, 5 phút sau là có người phụ nữ đứng kế bên em liền. Cái đầu em nhấn cái nồi chảo dầu liền. Trời ơi. Em ăn găng trời. Nhấn nghe chưa? Anh sợ là không vừa cái chàng tốt này. Thấy chưa? Được rồi đó anh Tâm nha. Vui vẻ đi. Thiệt sự luôn, đừng nói gì hết trơn á. Đủ rồi, như đó thôi là đủ rồi. Hèn hoài trời. Trời ơi, sáng giờ tao nói em giống cô giáo Thảo quá anh. Cô giáo Thảo không anh ơi. Cô giáo Thảo. Cô giáo Thảo. Trời ơi. Sáng giờ tao nói em giống cô giáo quá. Dữ luôn. Trời ơi. Tao nói ủa em đi hát hay em đi dạy giống cô giáo quá kìa. Hỏi ai nói đi kìa. Ông Thành. Dạ em dạy môn giáo dục giới tính. Trời ơi. Biết môn đó không? Hồi nãy có anh Lý á, ảnh kêu là ủa thì cô giáo sẽ lạc đây, cô giáo là vô dạy cái giới tính á. Ta nữa. Nam dạy môn giáo dục giới tính á mọi người. Em chuyên chị về những cái môn đồng tính. Dễ thương quá à. Đứng chuyên cá tiếp tục. Số phận là thấy chưa? Anh mà nhìn thấy em mà anh còn chịu không nổi, đừng nói chị Tâm em. Trời ơi. Này cái gì vậy? Trời ơi. Buông lời phải rồi. Bữa nay lớn chuyện nha. Đây là chương trình đâu, đâu phải là chương trình tôi muốn tỏ tình đâu. Tôi nói gì không tin rồi. Chớ rồi xu nghe.
hồi giờ anh qua đây em cứng người nữa đó. Anh không dám mà sợ anh Tâm lắm. Thôi mà nãy là mình đi diễn show gì ở đâu vậy? Show FPT. Nói chung dạo này đi show FPT nhiều. Còn những cái show lẻ của em thì đương nhiên em sẽ rủ mấy anh đi quay rồi. Đi show FPT tới mùa mưa á mọi người. Điểm diễn thì kia đủ cũng không có nhiều. Ủa về hả? Nãy giờ bán đỡ không em? Thấy khách vô chỉ là yên tâm rồi đó. Hôm nay thấy tình hình khả quan hơn hôm qua ha. Nói chung có khách ra vô là ok. Show mới về nha cả nhà, vừa đi show về là nhảy vô bán liền luôn cả nhà. Cũng nhờ Bội Nhi về bán là kêu gọi mọi người ra, khách ra ủng hộ rất là đông. Bội Nhi có lời gì cảm ơn tới? Nói chung là em cảm ơn tất cả những quý cô chú anh chị, rồi những bạn trên Facebook, YouTube này kia rồi đó, rất là thương em. Trời hot guy. Không còn. Cho nên là mỗi lần mà em đăng Facebook một cái là sẽ có khách tới ủng hộ cứu trợ vớt giác cuộc đời. Của anh có 100 không? Ê, phải à, anh muốn gì nữa? Mặc áo mà bà ba cả nhà mà chiên cá rất là nóng nè. Nóng không à? Mờ, với lại bị đau chân nữa, tại mang quốc cao quá. Diễn show về không có nghỉ ngơi gì nha cả nhà. Nhảy vô là chiên cá liền cả nhà. Cổ không dám ngớt tay. Cổ vàng, không dám ngớt tay. Thôi mời bên đừng nói gì nữa đi, em đây. Được rồi. Thôi, được rồi. Thấy sợ gì? Cái gì mà? Ủa lộn như kim chó chứ lộn. Trời ơi là... Về nha con nha, thấy sợ nha. Cái gì nha? Cái gì? Bảo hả? Ba. Chó tên ba. Có trên sang sể. Mắt dài. Chó tên ba. Ủa dễ thương lắm cả nhà. Alo. Ủa, dạ có. Dạ em đang ngoài đây nè. Dạ 779 Trần Xuân Soạn chị, chung cư Hoàng Gia Lan 2. Dạ rồi, cảm ơn. Ờ trời bắt đầu mưa rồi cả nhà. Mưa nhọt rồi. Sợ hôm nay sụm nụ cả nhà. Tự nhiên đang bán khách cũng ngon lành mà sao trời bắt đầu mưa nhiễu dài giọt rồi. Mưa rồi đang căng lên nè. Trong nhà tầm dạ, ông Tâm tới á, ông Tâm tới mới trời mưa á. Rất ghê. Bỏ hộp giùm. Đang bán được xíu đó. Thưa. Mùa này mà quý vị sao mà chạy khỏi được. Hôm mưa mình đứng chắc sáng rồi cho nó ăn. Đây nó cái ấm kìa coi đây. Đứng sát vô đây. Có em dạy anh đi đường về. Được không? Hồi nãy anh Tâm không có đây quay cái cảnh đẹp bên đây ha.
cảnh gì em? Nãy bên đây có chương trình rất là đặc biệt, có 102 chương trình vậy, chụp điện thoại nhảy xong lội qua lội lại, bởi vì những lúc vậy thì ông không ở đây. Này ai nhảy xong cái thằng chụp điện thoại có ai quay rồi không? Mấy anh này quay nè, anh Linh Tinh là hứng chọn luôn, còn anh Hân Trần là like đầy đủ file gốc luôn, live stream đầy đủ luôn, live từ đầu tới phút cuối bắt lên luôn, công an chở đi luôn, tôi xanh luôn, đời xanh luôn. Đây là ai bây giờ? Người ta hả? Người ta, ủa, mấy người ở trong chung cư Hoàng Anh hay bây giờ? Tôi tưởng là Bộ Nhi. Trời, cái miệng quá trời, trời, trời ơi là trời, áp dữ vậy. Khổ vực tâm xà nha. Hỏi anh không biết. Ôi. Tới đây ta đang nắng gì đó, tới đây kêu giá bà trời mưa luôn. Giờ nói là tụi mồi gì bắt điện thoại. Ông giá trời mưa. Giá trời mưa đây. Trời ơi là trời. Vậy là cái tâm gì mà xô. Anh coi chừng dướng thì không kẹp. Dướng. Ủa sao không ai bỏ hộp giùm cái này cho khách giùm đi nè, cái trong đây nè. 95.000 gì nè. Sao lại hết hộp 95.000 nè. À 95 của hai anh trai này, của anh đẹp trai nè. Bây giờ đó là trời mưa hôm qua mà khách vẫn đến ăn cái ông Kiên ủng hộ cả nhà. Thì 95.000 của anh Đeo Kiên đó. Căng bạc căng dù hết ha cả nhà ha. Mà khách vẫn lại ủng hộ ha. Ở bên đây rất là đông khách ủng hộ. Mưa, nhưng mà anh cái này cái gì không? Cái nào? Đó, vậy buôn bán vậy mà có người ủng hộ vậy rất là mừng á. Cái cà ớt, lấy cái cây nguyên kìa. Đó, trên đó. Ừ, cái nào có ớt, ừ, cái đó đó. Khách vô nhiều rồi đây. Đúng rồi, vô đây ngồi đi, để vô đây ngồi đi. Thương khách lắm rồi, bà Du My phải thương khách lắm rồi. Bạn này đi nha, bạn này nha. Đi lửa đi. Má nó xô xô, thấy ghét mấy người xô vậy đó. Đồ ai đâu xô má, má. Ai đâu xô bà. Vừa lắm. Alo, what's up hả, what's up là anh Kiên ta lấy lại cho tôi. Ừ. Lấy cả nghe thật cảm đi. Mà đi mấy người?